Xin chào anh em đã quay trở lại channel của Laptop AZ và mình là Hoàng Phúc. Dạo gần đây thì mình để ý là rất nhiều anh em đang quan tâm đến hai mẫu máy nhà Lenovo, đấy chính là IdeaPad Gaming 3 và Lenovo Legion 5 2022. Vậy thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái bài đánh giá và so sánh chi tiết hai chiếc máy này để anh em có thể chọn cho mình một chiếc máy phù hợp với bản thân mình. Cùng với đó là với một cái sự chênh lệch tiền cũng kha khá thì đâu sẽ là chiếc máy thích hợp để anh em mang về làm người vợ thứ hai của mình. Ok, bắt đầu nha. À mà nếu các bạn đang quan tâm về hai sản phẩm này thì mình sẽ để mức giá của Laptop AZ ở bên dưới phần mô tả, anh em nhớ check nha. Đầu tiên thì mình muốn nói về giá bán. Hiện tại thì ở trên thị trường hai sản phẩm này nó cũng loanh quanh chênh nhau vào khoảng là 5 triệu. Với IdeaPad Gaming 3 các bạn sẽ phải bỏ ra là 21 triệu để có thể mang em nó về. Còn với Legion 5 thì thêm 5 triệu nữa vào khoảng là 26 triệu. Về giá thì chắc chắn là IdeaPad Gaming 3 hơn rồi, mọi năm đều thế mà đúng không? Tiếp theo mình muốn nói về cái độ hoàn thiện. Thì với 5 triệu chênh lệch chúng ta sẽ được sở hữu một cái độ hoàn thiện mình có thể nói là cao cấp hơn ở trên chiếc Legion 5. Mặc dù là cả hai máy đều làm rất tốt ở cái phần này, nó đều mang đến cho mình một cái sự cứng cáp làm mình cảm thấy rất là yên tâm. Thế nhưng mà IdeaPad Gaming 3 thì chỉ được hoàn thiện bằng full nhựa mà thôi. Còn Legion 5 thì được Lenovo ưu ái hơn, được hoàn thiện mặt A này bằng kim loại. Cảm giác khi mà ấn vào thì rất chắc chắn. Vì các bạn biết đấy, mặt A này nó là một trong những cái điểm yếu nhất ở trên một chiếc laptop. Không phải là vì IdeaPad Gaming 3 làm tệ mà bởi vì là Legion 5 nó làm quá tốt mà thôi. Thế nên là nói về chất liệu thì một điểm cộng lớn dành cho Legion 5 nhá. Được rồi, thì với cái độ hoàn thiện tốt như vậy, chúng ta sẽ cùng soi đến cái phần thiết kế. Thì cả hai chiếc máy này đều là anh em nhà họ Lê. Một thằng là Lê Le, còn một thằng là Lê học tập. Thế nên là cái thiết kế của chúng cũng sẽ na ná nhau một chút. Cả hai đều có cái thiết kế tối giản, vuông vức, đều có cái phần đuôi tản nhiệt nhô ra phía bên ngoài. Đều đặt nút nguồn tròn ở trên bàn phím và đều có cái trục bản lề tương đối là giống nhau. Đặt cạnh nhau xong che cái logo đi ai không biết, có khi còn nhầm. Thế nhưng mà nếu anh em dòm kỹ thì hai chiếc máy này cũng sẽ có kha khá cái điểm khác nhau đấy. Đầu tiên, IdeaPad Gaming 3 thì mang một cái thiết kế mềm mại, có nét gì đấy nó nhẹ nhàng, nó văn phòng hơn so với là Legion 5. Một cái chiếc máy mà mặc dù cũng tối giản thôi, thế nhưng mà nó mang đến một cái vẻ gì đấy rất gaming, rất hầm hố. Anh em nhìn là biết mà đúng không? À mà còn cái điểm này nữa để mà các bạn dễ nhận ra ở hai chiếc máy này hơn, đấy chính là phần đặt cụm camera. Ở trên IdeaPad Gaming 3 thì nó được làm giấu ở bên trong cái phần màn hình này. Còn với Legion 5 thì sao? Nó được thiết kế nhô hẳn ra phía bên ngoài, cực kỳ dễ để anh em có thể nhận biết hai chiếc máy này. Tiếp theo thì sẽ là cái phần hốc tản nhiệt của hai cái chiếc máy này. Legion 5 thì được thiết kế vuông vức, trông cực kỳ là mạnh mẽ. Còn IdeaPad Gaming 3 thì được tạo điểm nhấn với những cái đường nét màu xanh, trông cực kỳ là nổi bật luôn. Tổng kết lại về cái phần thiết kế thì hai chiếc máy này dễ chọn cho anh em mà. Những ai là những người Gen Z hướng nội thì IdeaPad Gaming 3 là dành cho các bạn, những người không muốn quá nổi bật để mọi người biết là mình dùng những chiếc máy gaming hầm hố. Còn nếu anh em muốn ngầu, muốn chất thì Legion 5 chắc chắn là dành cho các bạn rồi. Tiếp theo thì mình muốn nói đến cho anh em về cái phần cấu hình. Mình nghĩ đây mới là cái phần mà anh em quan tâm nhất này. Thì hai phiên bản máy mà mình đang có ở đây có mức giá tiền xem nhau. Thế nhưng mà mình muốn so sánh cho anh em là cùng một mức giá tiền thì hiệu năng cũng như là cấu hình của chúng chênh lệch ra sao. Đầu tiên, với IdeaPad Gaming 3 thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình là Ryzen 7 6800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM DDR5 và 512GB SSD. Còn với Legion 5 thì mình có một cái cấu hình nó hơi thọt hơn một chút xíu khi mà được trang bị là con chip Ryzen 5 6600H, RTX 3050 95W 4GB RAM, 16GB RAM cũng là DDR5 và ở đây là mình đã lắp sẵn thêm 8GB RAM rồi cho nó công bằng. Và 512GB SSD. Ok, thì với hai cái phiên bản cấu hình này, mặc dù là cấu hình cũng chênh nhau khá khá, thế nhưng mà nó lại có giá bán tương đối là gần nhau. Thì mình sẽ đều test hai chiếc máy này ở trên ba tựa game, đấy chính là CSGO, Spider-Man và Need for Speed. Thì về cái điều kiện test, mình sẽ bật Max Quick ở trên Legion 5. Gaming 3 thì hơi đáng tiếc một xíu là không có. Mốt hiệu năng mình đều để là Performance, đều chung một cái phòng máy lạnh ở 26 độ C và driver, các cái bản cập nhật của phần mềm mình đều update theo máy phiên bản mới nhất. Ok, anh em đều xem video test nhé.
Ok, qua các bài test thì đầu tiên với những cái tựa game eSports, với Max Quick được trang bị trên Legion 5 thì kết quả cho ra Legion 5 nhỉnh hơn so với IDPad Gaming 3 vào khoảng là sắp xỉ 20% thôi. Điều này có nghĩa là Max Quick ở trên Legion 5 thì thực sự là đáng giá đối với các anh em thích chơi những cái tựa game eSports. Còn về những cái tựa game AAA thì theo mình nghĩ AAA thì GPU mới là thứ quyết định. Thế nhưng mà nhìn vào cái bài test ở trên video ấy, 3050 ở trên Legion 5 thực sự nó còn hoạt động tốt hơn cả 3050 Ti ở trên IdeaPad Gaming 3. Do là 3050 ở trên Legion 5 được ăn nhiều điện hơn, tận là 95W so với 85W ở trên IdeaPad Gaming 3. Thì cái điều này cũng tương đối là dễ hiểu thôi. Có chăng ấy, một cái điểm yếu của Legion 5 đấy chính là anh em cần phải nâng cấp thêm một thanh RAM 8GB nữa, bởi vì máy chỉ được lắp sẵn 8GB RAM single channel. IdeaPad Gaming 3 thì được Lenovo ưu ái hơn, lắp sẵn tận 16GB RAM DDR5 hẳn hoi, tiết kiệm được cho anh em một mớ tiền đấy. Tiếp theo là về nhiệt độ thì mình sẽ không đưa ra cái sự so sánh ở trên hai chiếc máy này, do đầu tiên ấy, đây thì là bản base của Legion 5, còn với IdeaPad Gaming 3 thì đây lại là bản Max Option. Thế nên là để đánh giá là chiếc máy nào nóng hơn thì hơi khó. Mình sẽ chỉ để nhiệt độ ở trên video để anh em có thể tham khảo. Và anh em có thể thấy được rằng là cùng mức giá thì chiếc máy nào hoạt động ok hơn. Còn để đánh giá cái thứ đấy mà mình muốn đánh giá duy nhất đấy chính là về tiếng quạt. Thì tiếng quạt ở trên Legion 5 mang đến cho mình một cái cảm giác là êm ái và mượt mà hơn so với lại IdeaPad Gaming 3. Cái này thì mình nghĩ là bây giờ cũng không còn quá là quan trọng đâu. Máy mát, tản nhiệt tốt và thoáng là được mà, đúng không? Được rồi, tổng quát lại thì mặc dù là tranh nhau cũng khá về cấu hình, thế nhưng mà hiệu năng của hai chiếc máy này cũng kẻ tám lạng người 800g mà thôi. Thế nên là nếu anh em muốn một chiếc CPU mạnh, nhiều nhân nhiều luồng, được lắp sẵn 16GB RAM thì chọn IdeaPad Gaming 3. Còn nếu anh em muốn một cái cấu hình nó cân bằng, nó hài hòa hơn thì Legion 5 vẫn là một cái sự lựa chọn cực kỳ là hợp lý. Được rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái phần trải nghiệm bên ngoài. Đầu tiên, về màn hình thì có hai điểm mình muốn giải thích trước với anh em đã. Cái phiên bản IdeaPad Gaming 3 mà mình đang có ở đây là phiên bản 165Hz cùng với tần số quét rất cao. Nhưng hơi đáng tiếc một xíu là phiên bản này sẽ không được bán ở Việt Nam. Nên là nếu anh em muốn sở hữu IdeaPad Gaming 3 thì anh em sẽ chỉ mua được cái phiên bản tần số quét 120Hz với cái độ phủ màu mà anh em cũng đang thấy ở trên màn hình mà thôi. Còn với Legion 5, một chiếc màn hình 100% sRGB với độ bao phủ màu như thế này, tần số quét 165Hz thì có vẻ là hơi quá sức so với cả IdeaPad Gaming 3. Ngoại trừ cái độ sai màu có vẻ hơi cao một chút, hơn 4 chấm. Nhưng nếu mà cân màu lại thì đây có thể nói là một chiếc màn hình gần như là hoàn hảo trên laptop. Màn của Legion 5 cực kỳ phù hợp với những anh em mà có nhu cầu thiết kế đồ họa, làm ảnh, làm video. Thế nên là anh em có thể cân nhắc nhá. Tiếp theo thì là cái phần bàn phím. Thì ở phần này mình lại phải đánh giá là Legion 5 nhỉnh hơn một chút xíu. Mặc dù cả hai thằng đều là con của nhà họ Lê, cùng sở hữu một cái keycap tương đối là giống nhau. Thế nhưng mà một phần nào đó Legion 5 đem lại cho mình một cái cảm giác gõ nó thực sự là sướng hơn khá nhiều. Mình không biết có phải là nó tăng độ dày lên hay không, nhưng mà khi mà trải nghiệm gõ ở trên Legion 5, cảm giác phím rất là đầm, hành trình phím sâu. Ngoài ra thì còn được trang bị cả LED RGB 4 vùng nữa. Còn IdeaPad Gaming 3 thì chỉ được trang bị là LED đơn sắc mà thôi. Ở ngay bên dưới cái bàn phím chính là hai chiếc touchpad. Thì một điểm cộng nữa dành cho Legion 5, khi mà anh em biết mà, từ trước đến nay qua rất nhiều phiên bản rồi, touchpad của IdeaPad Gaming 3 thực sự là nó chỉ dùng ở một cái mức mà cơ bản anh em lướt web, làm Word, làm Excel thì được. Thế nhưng mà cái cảm giác tracking của nó chưa thực sự là tốt. Còn Legion 5, một chiếc touchpad mượt mà, tracking rất tốt, thì đã lý do gì mà không chọn Legion 5, đúng không? Tiếp đến sẽ là cái phần cổng kết nối. Thì vẫn tiếp tục là một điểm cộng dành cho Legion 5 khi mà có được trang bị đến tận là 3 cổng USB-A và 3 cổng USB-C. Cực kỳ là khủng bố. Con số này ở trên IdeaPad Gaming 3 thì chỉ là 2 cổng USB-A và 1 cổng USB-C mà thôi. Ngoài ra thì các cổng cơ bản như là cổng LAN, jack tai nghe, RJ45 thì vẫn được trang bị đầy đủ ở trên cả hai cái chiếc máy này. Và sang đến cái khả năng nâng cấp ấy thì cả hai giống nhau thôi, 2 khe RAM và 2 khe SSD vẫn là đầy đủ ở trong cái năm 2022 này. Anh em mà có nhu cầu nâng cấp thì laptop AZ vẫn hoàn toàn có thể hỗ trợ được anh em. Xong, cuối cùng đây là một cái vấn đề
mà ở trên laptop gaming có vẻ là anh em không quan tâm lắm, đấy là về pin. Thì với viên pin 60Wh ở trên Legend 5, nó sẵn sàng đè bẹp viên pin 45Wh ở trên iPad Gaming 3. Về cái trải nghiệm thực tế thì Legend 5 có thể trụ được từ khoảng 3 cho đến 4 tiếng nếu anh em sử dụng những cái tác vụ cơ bản Word, Excel ở trên lớp. Còn iPad Gaming 3 thì không được như vậy, nó chỉ trụ được từ khoảng là 2 cho đến 2,5 giờ sử dụng mà thôi. Thế nhưng mà mình xin anh em ấy, khi mà sử dụng laptop gaming anh em cắm giúp mình cái sạc vào, có khó khăn gì đâu. Hơi nặng một xíu khi mà mang đi thôi, thế nhưng mà hiệu năng nó được bung tỏa vượt trội mà, đúng không? Tổng kết lại thì với 5 triệu đồng nhỉnh hơn, Legend 5 thì có vẻ là đã nhai đầu người anh em của mình. Thì thực sự đây vẫn là hai chiếc máy rất tốt để cho anh em có thể lựa chọn. Nếu anh em muốn một cái chiếc máy với thiết kế mềm mại, nhẹ nhàng nhưng bên trong là một cái con chip khỏe đi kèm với cả một cái hiệu năng tốt, hãy lựa chọn iPad Gaming 3. Còn nếu anh em muốn một cái thiết kế tinh tế, mạnh mẽ và sang trọng thì Legend 5 chính là sự lựa chọn của anh em. Bản thân mình thì với 5 triệu chênh lệch, mình sẵn sàng bỏ ra để sở hữu một cái chiếc máy có thể nói là toàn diện như Legend 5. Một cái thiết kế đẹp hơn, nịnh mắt mình hơn, một chiếc màn hình có thể nói là gần như đạt đến độ hoàn hảo. Còn với các bạn thì sao? Với 5 triệu chênh lệch thì các bạn có sẵn sàng bỏ ra để sở hữu một cái chiếc máy mà tiệm cận với sự hoàn hảo như là Legend 5? Hay là tiết kiệm 5 triệu đó để mua một cái chiếc máy best ở trong tầm giá như là iPad Gaming 3 hay không? Hãy cho mình biết ở bên dưới phần comment. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho chúng mình một like, share và một subscribe. Mình là Hoàng Phúc và đây là Laptop AZ. Xin chào và hẹn gặp lại.